Từ ngày ông quy y với tôi đến nay ông cúng được mấy thời? Ông trả lời: Dạ thưa thầy, nhà tôi chật hẹp lắm, con cháu thì nó đông quá đi, đầu hôm thì rộn rịp, tôi cúng không có được. Đến 10 giờ thì nó mới yên tĩnh nên cúng được có một thời. Đức thầy hỏi lại ông: Ông làm ruộng xạ phải không? Dạ thưa phải. Thầy hỏi tiếp: Vậy tôi hỏi ông, một đường cài, một đường chừa, ông xạ lúa được không? Ông tín đồ trả lời: Dạ thưa không. Thầy hỏi tiếp: Tại sao vậy? Ông mới đáp: Vì còn phần đất chai lại xả lúa nên không có được. Thầy nói cho ông biết: Sự tu hành cũng vậy, ngài cúng hai thời mà thiếu một, không đủ công đức mà sao đắc đạo. Còn nơi không thanh tịnh thì gắng tập làm sao cho mình được thanh tịnh, rồi sao mình khỏi tu. Từ trước đến giờ Đức Thầy ra mở đạo cứu đời thì Thầy dạy tín đồ là phải cúng hai thời. Vì bài cúng của Thầy dạy cho tín đồ là bảy bộ kinh, cho nên ta phải cúng cầu nguyện sớm chiều. Trước là cầu Phật sám hối, sau là cầu cho chúng sanh được bình an, và cầu cho cha mẹ được phước thọ chết siêu thăng, và cầu cho vạn dân và mình được trí huệ mau thành Phật. Nếu ta bỏ đi một thời cúng thì không đủ đức để thành đạo dạy. Vì Thầy đã cho biết đó, như Thầy có câu: Ra đi để lại một bài, cho trong bốn đạo hôm mai rèn lòng. Hay là sớm chiều bình đẳng chớ lời, thường hành như vậy nhớ lời đừng sai. Còn câu: Muốn cho tội lỗi mòn tiêu, thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay. Nam mô A Di Đà Phật. Suối nguồn cầu chúc đạo đồng.